ngày 17 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2021. Tại điểm cầu huyện Định Hóa có lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí là báo cáo viên các chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 1.520 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thông tin các chủ đề, thành quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian gần đây, thông qua các chuyên đề nêu rõ quá trình thỏa thuận, hoạch định, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian vừa qua. Kết quả đó từng bước được tạo dựng hệ thống đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, đảm bảo tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Chuyên đề cũng nêu bật hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, quốc phòng an ninh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, khẳng định được mối quan hệ hợp tác truyền thống láng giềng, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin tới các đại biểu chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thông qua chuyên đề, nêu bật những kết quả tích cực mà nước ta đã đạt được trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, khẳng định được hiệu quả thiết thực trong công tác hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội với những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đó là tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, trọng tâm tuyên truyền thành quả của kỳ họp và sự đồng tình, chia sẻ của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tuyên truyền hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 với một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, kết quả hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống đại dịch COVID-19, trọng tâm là việc thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.